Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Trần Nghệ Tông lên ngôi, được quan tư đồ Trần Nguyên Đán và cựu quốc tử giám Tư Nghiệp Chu An dâng những kế sách tâm huyết để hưng thế đất nước như thời Trùng Hưng, tức thời Trần Nhân Tông, theo mong muốn của Trần Nghệ Tông. Còn Lưu Nương Tú, tức Dương Thị, mẹ của Nhật Lễ, đem theo gia nhân cùng vàng bạc châu báu theo đường thủy trốn sang Chiêm Quốc. Người giúp bà chuyến chạy trốn này là viên sứ thần của Chiêm Thành. Sẵn là mối giao hảo thân tình từ trước nên viên sứ thần này đã giúp bà sang Chiêm. Thực chất của mục đích chuyến đi này là sự cầu viện Chiêm Thành giúp cho Đại Việt. Bà muốn ông sứ thần tâu lên quốc vương của ông ta về việc viện binh sang giúp đánh người Tôn Thất Thăng Long. Sứ thần Chiêm Thành có ra tay giúp đỡ Lưu Nương Tú hay không? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Chu An ngừng nói, đưa tay lên ve vuốt tròn râu bạc trắng như cước. Tiên sinh chậm rãi, tâu bệ hạ, việc đầu tiên triều đại mới nên làm là phải phục hoạt lại cốt cách văn hóa của Đại Việt. Ta là một nước có nền văn hiến cao, có pháp độ rõ ràng, việc gì phải vọng ngoại, phải bắt chước lố long. Từ xe kiệu áo mão đến lễ nhạc, quan chức cùng các thứ khác, xin bệ hạ cho theo lệ cũ, đời Khai Thái. Khai Thái, niên hiệu thứ hai của Minh Tông từ Giáp Tý đến Kỷ Tỵ 1324 đến 1329. Từ xưa, tổ phụ ta vẫn học hỏi các nền đạo lớn như Phật, Nho, Lão mà chất lọc lấy phần tinh thuần nhất để bổ cứu cho sự khiếm khuyết của nền văn hóa nước nhà. Ấy là cái học của các bậc đại trí. Còn như thế người ta làm thế nào, mình cũng cố bắt chước làm cho giống, tức là mình tự bỏ cái thế nhân chủ để làm tôi tớ họ. Và lại phong hóa thổ ngơi, mỗi nơi mỗi khác, bắt chước sao được. Nghe vị quốc sĩ nói tới đâu, Nghệ Hoàng thấy thấm thía tới đó. Đúng là đám mưu sĩ vô dụng đã xúi dụ tông cải hóa theo con đường bất cấp. Sao chúng không thấy Đại Việt ta là nhà nước có nền văn hiến cao? Đến nhà Tống còn phải học, lại xem các chứ tác của các bậc cao sĩ từ xưa tới nay. Về tư tưởng cũng như học thuật, quả không thua kém các đời Hán, đời Đường của Trung Hoa. Còn như cái hùng cái dũng trong văn chương học thuật các đời Lý, đời Trần của ta, hơn hẳn nhà Tống vậy. Nhà vua gật gù khen mãi, cao ý của Chu An. Đoạn ngài nói, tiên sinh nói hợp ý chấm lắm, nhất định phải bãi bỏ các chuyện nhố nhăng để trở về pháp độ đời Khai Thái. Nói rồi nhà vua lấy bút ghi ngay vào cuốn sổ vàng để ngỏ trước ngài. Viết xong, Nghệ Tông ngừng lên nói tiếp, chấm đang muốn nghe tiên sinh chỉ bảo tiếp các việc khác cần làm. Vừa lúc nội thị dâng trà, cầm ly trà nóng trong lòng tay, mùi hương cúc tỏa thơm dịu dịu. Chu An vừa hít hà, vừa nhấp chút nước sánh xanh như mật ong, đặt chén vào khay, đậy nắp xong, tiên sinh lại tiếp. Đúng như bệ hạ dạy, tình trạng xã hội ta hiện đã suy vi đến cùng kiệt, đụng vào bất cứ chỗ nào cũng rệu rã cả. Cho nên, bệ hạ phải chọn khâu nào yếu nhất mà vực lên. Ví như hiện nay, sức dân đã cạn. Dân cạn kiệt thì không thể nói đến nước mạnh được. Việc này bệ hạ nên coi lại phương lược của các tiên đế đời Thiệu Bảo. Hồi ấy Đức Hưng Đạo Đại Vương chủ tâm hưng thế nước, bắt đầu bằng việc hưng sức dân. Thế là có chính sách xẻn tiền hạn nô, chia bớt hoặc bán chịu ruộng đất cho dân, giúp dân khai khẩn đất hoang, giảm tô thuế. Và rồi chỉ một năm sau, thái ấp an sinh, đời sống trở nên sung mãn. Vua Thiệu Bảo biến chính sách của ấp an sinh thành phú quốc cường binh sách. Chỉ sau một năm thực hiện quốc sách mới, thế nước nổi hẳn, lương thực dư thừa, tinh binh, dân binh đông gấp bội, đất nước sẵn sàng đón đánh quân xâm lược và đã đánh thắng. Trận thắng chưa từng có trong lịch sử cổ kim của Đại Việt ấy, chẳng phải do sức dân làm ra ư? Vậy thời, bệ hạ muốn hưng vận nước, trước hết phải hưng sức dân lên đã. Bệ hạ cũng nên nhớ, không có dân thì làm gì có nước. Chu An tưởng như mình đã đi quá xa câu chuyện, ông cũng tự lượng xem sức nghe, sức nhận của Nghệ Tông có điều gì giống hoặc không giống với Dụ Tông. Vì vậy ông ngừng lời và nhìn kỹ vào gương mặt nhà vua xem có điều gì khiến ngài ngự bất bình hoặc tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tiên sinh không nhận ra nét gì thay đổi trên gương mặt phúc hậu kia. Yên tâm, tiên sinh lại tiếp. Tâu bệ hạ, dân tình hiện nay đói lắm, muốn biết đời sống thực của người dân, bệ hạ nên về tận các nơi thôn cùng sóng vắng, nơi chợ búa, bến bãi, sông hồ. Tại các nơi ấy,
chỉ cần nhìn sắc mặt họ, áo quần họ, chắc chắn bệ hạ sẽ thấy được nỗi thống khổ của lớp dân khốn khó của người. Tâu bệ hạ không thể được, không thể nhìn vào đời sống phồn hoa của một xúm dân kinh kỳ để đánh giá sức dân trong cả nước. Tám thị dân ấy, họ làm chơi ăn thật, lại được hưởng ân huệ trực tiếp của triều đình. Ngay đám quan lại, hào lý ở Thăng Long cũng không dám ngang nhiên bóp nặn, chà đạp người dân như bọn xã quan, huyện quan ở các vùng, miền thôn ấp xa khuất đất kinh kỳ. Việc này ta có thể làm được, chỉ cần một chuyến vi hành là ta biết, tiên sinh cứ yên tâm. Nghệ hoàng nói xen vài lời, rồi ngài lại yên lặng lắng nghe. Ngồi trên đệm gấm, có khói trầm ngan ngát, nhưng sao cái lạnh vẫn cứ thấm vào cơ thể già nua, khiến Chu An thấy tê buốt cả hai ống chân. Tiên sinh phải ngồi xếp chân tròn lại như kiểu ngồi thiền, rồi phủ vạt áo kép lam lên hai bắp đùi. Biết tiên sinh tuổi cao sức yếu, Nghệ Tông liền gọi đám quan nội hầu đến. Ngài truyền, ta ban cho tiên sinh một chiếc áo hồ cừu, ngươi mở kho lấy rồi đem lại dâng ngay cho tiên sinh. Hồ cừu, loại áo làm bằng lông cừu quý của Mông Cổ. Các dân tộc ở phía Bắc Trung Quốc thường xâm lược Trung Quốc nên Trung Quốc gọi họ là người hồ. Hồ còn có nghĩa là loài cáo. Lò sưởi tức tốc được đặt ở hai góc nhà. Quan nội hầu lại dâng vua và Chu An đôi lồng ấp. Chờ Chu An vận xong áo cừu, nhà vua truyền dâng rượu đóng. Buộc phải mặc tấm áo đắt giá, nghe nói tới cả ngàn quan tiền, bằng tiền thuế của một huyện trong năm. Tiên sinh thấy bứt rứt khó chịu quá, tự biết mình lưng cứng, gối chồn, không thể uốn quỳ được, nên tiên sinh đã khước lộc triều đình từ đây. Nay nhân nhà vua hỏi chuyện lại ban áo quý, tiên sinh lâm vào tình thế khó xử, nhưng chốc kinh thì phải tòng quyền. Uống xong ly rượu nóng, lại được mặc tấm áo lông cừu vừa nhẹ vừa ấm, người cứ lâng lâng, không còn cảm thấy cái rét lạnh là gì nữa. Tiên sinh chợt nghĩ, có nhẽ người đời giết nhau là bởi những thứ này đây. Và không biết có ai ở đời không mơ ước tới những thứ sang quý này. Ngay ta cũng không thể nói là ta không thích có một tấm áo hồ cừu giữa mùa đông giá buốt. Nhưng hỡi ơi, một chiếc áo rét của vua bằng tiền thuế của cả một huyện dân đóng góp, thế thì thân phận người dân làm sao mà ngóc đầu lên được. Nhà vua vẫn kiên nhẫn lắng nghe những lời chỉ bảo tâm huyết của bậc quốc sĩ về đủ các mặt trị nước an dân, kinh bang tế thế. Trong thâm tâm, Nghệ hoàng cho rằng điều gì bậc cao sĩ này nói cũng đều hay, đều cần thiết cả, nhưng sao ta vẫn thấy nó xa tầm với của mình. Đang nói, bỗng Chu An dừng lời và chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt nhà vua, dường như tiên sinh đọc được những ý nghĩ đang diễn ra trong trí não Nghệ hoàng. Phải chăng nhà vua mới chỉ có cái tâm hướng thiện và hầu như thiếu hẳn cái dũng của các bậc khai sáng, cũng là vô ích thôi. Những điều ta bày tỏ, tiên sinh đã toan cáo từ. Nhà vua lại dục, tiên sinh cứ cho trẫm nghe tất cả những điều gì tiên sinh suy nghĩ về đất nước, về triều đại. Trong đó có những việc trẫm có thể làm ngay được, có những việc trẫm không đủ sức làm, lại có cả những điều, những việc ngoài tầm nghĩ hiểu của trẫm, nhưng trẫm không thể không được biết. Chu An cho lời nói đó của nhà vua là thật lòng, nên ông lại tiếp. Tâu bệ hạ, có một điều mà bấy lâu nay thần vẫn băn khoăn, ấy là chính sách thân dân. Gần đây lại được triều đình đặt ra, chính sách đó bắt nguồn từ đời nhà Lý mà buổi quốc sơ nhà Trần ta có noi theo. Đó là một tập tục đẹp để các bậc trị quốc thấu hiểu lòng dân. Chẳng hay bệ hạ có còn nhớ? Ồ, tiên sinh muốn nói tới việc hoàng tử, công tử đến tuổi mở phủ chăng? Tâu bệ hạ, chính thần muốn nói tới điều đó. Nhà vua cười lớn, tiếng cười vang cả ngôi điện. Tưởng như tiên sinh nói tới điều gì, trước việc mở phủ của các hoàng tử, hoàng tôn, các công tử thì vẫn giữ đều, không mảy may suy xuyển. Và lại, chưa tới 16 tuổi, các bà phi, các ông sư phó đã đòi xây phủ riêng cho con mình, cho học trò của mình rồi. Việc đó tiên sinh khỏi lo. Sư phó tức là thầy dạy học cho các hoàng tử. Lại đến lượt Chu An cười ha hả. Ông vuốt mãi chòm sâu dài và nhìn nhà vua với ánh mắt rất hóm của một ông già ngoài 70 tuổi. Đoạn cả hai người cùng yên lặng. Trong gian điện rộng chỉ nghe thấy tiếng nửa reo bập bùng ở một góc xó nào đó
từ lò sưởi phát ra và làn khói trầm như ngưng đọng trong bầu không khí ấm nồng. Rồi tiên sinh lên tiếng. Hóa ra, việc mở phủ bây giờ chỉ là một thứ quyền lợi, một thứ đặc quyền của các vương tôn công tử, chứ không còn là chính sách để các vị ấy được gần dân nữa. Ước giác tiên sinh buông một tiếng thở dài không nén giấu. Đúng như tiên sinh nói đó, nhà vua xác nhận nó là một thứ đặc quyền đặc lợi, gây không biết bao tốn kém cho quỹ công nhà nước. Tâu bệ hạ, chú An nói giọng rắn chắc khác thường, người ta đã biến một mỹ tục thành một hủ tục rồi, bệ hạ nên chỉnh đốn lại ngay. Vâng, thần xin nói rõ nguồn gốc của tục này. Tiên sinh chưa một ngụm trà đã nguội ngắt rồi tiếp. Dạ, sư nhà Lý từ khi được nước, Lý Thái Tổ không muốn các con cháu của ngài sau này vào cung vàng điện ngọc mà quên mất gốc nguồn xuất thân. Nên ngài quy ước các hoàng tử công tử tới 16 tuổi phải rời hoàng cung về các chấn lộ mở phủ ngay trong các trang ấp. Phủ không có nghĩa là phải xây cất các tòa ngang dãy dọc như những tòa thành tốn kém của các vị hoàng tử hoàng tôn ngày nay. Nó chính là một nếp nhà tranh vách đất như nhà dân mà các hoàng tử phải tự mình coi sóc việc tạo dựng. Tuy có nhờ thêm sự giúp dập của dân làng, các hoàng tử cũng phải tự cấy lấy ruộng để lấy lúa gạo mà ăn, phải chịu tô thuế như bất cứ một người dân nào. Bởi vậy các chính sách của nhà nước va đập ngay vào quyền lợi thiết thân của các hoàng tử, hoàng tôn, và các hoàng tử là những người nghe ngóng các chính lệnh của triều đình ban ra. Điều gì hợp với lòng dân, điều gì dân ta oán, thời lập tức tâu về, triều đình sửa ngay. Bởi vậy khi lớn tuổi và nếu được kế vị, chính nhà vua tự biết điều gì dân cần, điều gì dân ghét. Còn như việc mở phủ của mấy đời gần đây, đúng như bệ hạ nói, nó là một thứ đặc quyền đặc lợi. Hơn nữa, nó còn là đầu mối của phe đảng, nguồn gốc của tai họa. Và rồi khi lên chấp chính, nhà vua thuần yêu những thứ dân ghét và ghét những thứ dân yêu như Đức Dụ Tông chẳng hạn. Ngừng một lát, dường như để nhà vua có thời gian suy ngẫm, chu An lại chậm rãi. Muôn tâu, chính sách gần dân của nhà Lý chỉ đặt ra cho các hoàng đan. Nhưng vì hợp lòng người bởi đức lớn, nên các công chúa cũng đua nhau gần dân. Các con vua không một người nào không biết cày ruộng, không biết việc tầm tang. Lý Thái Tông còn dạy cho các cung nữ biết dệt gấm. Công chúa Thiều Hoa, con gái Lý Thần Tông, về hẳn một phường mở trại trồng dâu. Chính công chúa dạy dân phường ấy biết nuôi tằm, dệt lụa. Khi bà viên tịch, dân lập tự thờ bà. Tâu bệ hạ, nhà Trần ta khi mở nghiệp vẫn tôn trọng chính sách thân dân của nhà Lý. Các đấng quân trường vẫn tự mình cày cấy lấy chút ít lúa gạo để thường niên cúng lễ tổ tiên. Sau này việc nước bận rộn, các bậc quân trường giữ lệ tịch điền để khuyến khích dân nước trong việc nông tang. Nhưng các đời gần đây, tục lệ thuần hậu không được giữ gìn tôn trọng. Phần nhiều từ tôn thất đến quan lại đều đua nhau xây dinh mở phủ, chiếm đất lập ấp, chỉ cốt giàu có cho bản thân. Tâu bệ hạ, một khi các quan lại trong bộ máy triều đình chỉ biết tranh đoạt của cải của nhà nước, vơ vét tiền của nhân dân để làm giàu, thì lòng dân ly tán, thế nước từ đó suy yếu. Bệ hạ ngẫm lại lịch sử và xem, khi Lý Cao Tông ham xây cất cung điện, mê đắm các thú dâm bôn đọa lạc, lập tức các quan trong triều cũng theo đó mà làm bậy. Nhà Lý không phải từ Huệ Tông mà từ sự xa xỉ, sự ngu tối và nhất là chính sách khinh dân của Lý Cao Tông. Cao Tông chăm dân mà để dân chết đói tới quá nửa bởi các chính lệnh vơ vét tàn bạo của ông để xây cất lâu đài, điện cát và ăn chơi xa phí. Cao Tông cũng là vị vua tai điếc mắt đuôi, bỏ qua tất cả những lời can gián tâm huyết của các bậc sư phó, các bậc thuyền sư, quốc sĩ và các bậc trung thần. Lại nữa, ngang nhiên đàn áp Phật giáo, thu độ điệp, bắt sư hoàn tục, bắt sư vào quân ngũ. Cao Tông đâu biết, nhà Lý nhờ đạo Phật mà hưng quốc, hóa nên xã hội trì thủ, bốn vương loạn lạc là do Cao Tông gây mầm họa để con cháu ông là Huệ Tông, là Chiêu Hoàng phải gánh chịu. Chu An lại ngước nhìn Nghệ Tông và ông nói những lời như rút từ tủy xương, từ óc não. Xin bệ hạ, hãy lấy dân làm trọng. Dân chính là gốc của nước, dân là sức mạnh thần thánh của nước. Chính lệnh bệ hạ có thể thay được, quan lại bệ hạ có thể thay được, nhưng dân thì không thể lấy gì mà thay thế được, bởi nó đã là cái gốc, cái rễ rồi.
Nghe những lời nói xúc động chân thành, tưởng như đó là lời của non nước. Nghệ hoàng thấy động tâm và tự nhiên nước mắt ông cứ ứa ra. Nhà vua nắm lấy hai bàn tay Chu An, lắc mãi không thôi. Trẫm xin ghi lòng tạc dạ về những lời chỉ giáo sâu xa của tiên sinh, song có một điều trẫm còn băn khoăn. Triều đình ít người tài cán quá, những bậc tể thần lương đống hầu như không còn nữa. Phải chăng nước đã hết người tài, vận nước đã suy kiệt chăng? Chu An tựa lưng bên chồng gối xếp, đầu hơi cúi, vẻ trầm mặc. Lửa nơi mấy chiếc lò sưởi đã tàn, chỉ còn khói trầm tỏa quyện âm u. Không khí thật là tĩnh mịch. Nhà vua nghe rõ cả hơi thở của mình. Ngài ngự đang hồi hộp đón nghe lời chỉ giáo của bậc quốc sĩ. Thoáng lát, Chu An ngẩng đầu nhìn nhà vua. Tiên sinh mỉm cười. Tâu bệ hạ, nước không bao giờ thiếu nhân tài, thiếu hiền tài. Có thể các bậc thiên tài như đời Trùng Hưng thì không phải đời nào cũng có. Nhưng người tài đức thì không đời nào thiếu cả. Quy tụ được họ hay không, ấy là đức lớn của bệ hạ, là chính sách dùng người của bệ hạ. Chọn người theo khoa cử cũng là một phương sách đáng làm. Song trong thiên hạ còn biết bao người tài đức khác không xuất lộ theo cửa này. Cho nên triều đình phải nhún mình thờ kẻ sĩ, may ra mới tụ hội được anh tài. Xưa Đức Hưng Đạo Đại Vương đã nhìn trong đám dân binh tạp nham lựa được Phạm Ngũ Lão. Sau Ngũ Lão trở thành một đại tướng kỳ tài. Đức Anh Tông nhìn trong đám Bạch Diện thư sinh thấy được một đoàn Nhữ Hài. Sau Nhữ Hài trở nên một bậc tể thần văn võ kim thông, lược thao xuất chúng. Thế nước đang cường thịnh, Đức Nhân Tông chủ động cầu hòa với Chiêm Thành là nước yếu ở phương Nam, lại đem công chúa Huyền Trân gả cho vua nước ấy là Chế Mân. Gương sáng của tổ phụ ta nhiều lắm, soi vào đấy mà học hỏi, chẳng phải bận tâm quá đỗi vào việc vọng ngoài. Đành rằng việc học ngoài cũng là việc không thể bỏ. Chu An lại dằn lời, như ông muốn kết lại trong tâm khảm nhà vua đôi lời tâm phúc. Xin bệ hạ hết sức lưu tâm, những người hiền tài phải được xem là tài sản quý báu của nước, là linh hồn của nước. Các chính sách như Phú Quốc Cường Binh hoặc Hưng Đạo Binh Pháp đâu có thể sản sinh ra từ tay chân cơ bắp. Thời Trùng Hưng ta đánh giặc giữ Mông Thát đâu phải chỉ có sức mạnh quân binh, mà ta còn đánh bằng cả nền văn hóa của chúng ta nữa chứ. Tức như ta thắng giặc bằng trí tuệ hơn là bằng sức quân. Quân ta so với quân Mông Thát khác nào trứng so với đá. Bởi chưng nếu bệ hạ xem dân như là tay chân của mình thì phải xem kẻ sĩ như là óc não của mình vậy. Họ chính là nguyên khí của nước. Nước có đạo thì quy tụ được kẻ sĩ. Nước vô đạo thì kẻ sĩ tàn mát ẩn lánh. Khi kẻ sĩ đã tàn mát ẩn lánh thì bên cạnh nhà vua chỉ thuần một lũ sâu mọt. Nghệ hoàng mới cầm quyền binh được ít bữa, lại giữa lúc thế nước đang suy, nhà vua không thể không lo lắng. Nay được đàm đạo với bậc quốc sĩ lỗi lạc như Chu An, khiến nhà vua cảm như mình vừa được khai thị. Trong thâm tâm, Nghệ Tông không ao ước gì hơn là lưu giữ được bậc quốc lão này tại triều để ông vấn kế trong tiến trình hưng thế nước. Nhưng trong mấy ngày qua, ông đã ngỏ ý đôi ba lần, lần nào cũng bị tiên sinh khéo léo khước từ. Nghệ hoàng nhớ, xưa Đức Thái Hoàng Thái Hậu đã từng khuyên dụ Tông, sau khi hối cũng nhiều lần mời Chu An về lại triều, nhưng cũng bị ông từ chối. Đức Hiển Từ gian bảo dụ Tông, người tiết tháo phách lực, thiên tử cũng không bắt làm tôi được. Chu An là người như thế, biết không thể ép được tiên sinh. Nghệ Tông lại hỏi, tiên sinh hẳn biết sức quân ta hiện thời yếu lắm, ta lo cả mặt Bắc lẫn mặt Nam, vạn nhất xảy ra đạn ngoại xâm, khó bề mà giữ toàn đất nước. Tiên sinh có phương sách gì hơn được thế quân? Với vẻ dáng điềm tĩnh, Chu An lại chậm rãi dâng lời. Tâu bệ hạ, cứ xem việc dụng binh của Đức Hưng Đạo Đại Vương xưa thì muốn hưng sức quân, trước hết phải hưng sức dân. Có thế người lính mới yên tâm ở nơi quân ngũ mà không phải lo đến cha già mẹ yếu, vợ dại con thơ, rồi lại phải có tình yêu thương binh sĩ như con cái mình vậy. Đời sau thường gọi tình cảm đó là phụ tử chi binh. Thời Trùng Hưng làm được các việc đó nên sức quân ta mạnh lắm. Ai có thể làm được việc đó thời nay? Nghệ Tông hỏi. Tâu bệ hạ, đời nay thần chưa thấy ai làm được việc đó như Đức Hưng Đạo, nhưng làm được gần như Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải
thì không ai ngoài vị chất nội của Đức Chiêu Minh, tức quan tư đồ Trần Nguyên Đán, hiện đang trông coi tòa Khâm Thiên giám đóng. Nếu được cất nhắc tin dùng, quan tư đồ có thể là trụ cột của nước, xin bệ hạ lưu tâm. Sau 3 ngày đàm đạo, Chu An một mực xin cáo thoái. Biết đức mỏng không thể lưu giữ được bậc cao sĩ như Chu An, Nghệ Hoàng ban thưởng rất hậu cho tiên sinh, lại sai xe kiệu đưa rước tiên sinh về Thanh Đàm là quê quán của tiên sinh. Mọi vật phẩm vua ban, kể cả tấm áo hồ kiều bạc tạm, Chu An đều trả lại vua hết. Chu An về làng bằng chiếc cáng võng gai với 2 đứa tiểu đồng, như tiên sinh đã đến Thăng Long bữa trước. Nghệ Tông đưa tiễn Chu An một quãng khá xa, cửa Quảng Phúc ở phía tây Hoàng Thành. Khi thầy trò tiên sinh khuất dạng rồi, nhà vua mới quay lại, dạ bồi ngồi, lại nói về Lưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ, đem theo gia nhân cùng vàng bạc châu báu vô số kể, trốn vào thuyền của sứ đoàn Chiêm Quốc từ cuối tháng 10 để sang Chiêm. Số là Lưu Nương Tú được tin dồn dập từ các nơi khải về rằng Tả tướng quốc Cung Định Vương Phủ, Cung Tuyên Vinh Vương Kính, Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán, Thiên Ninh Công Chúa cùng biết bao các tướng lĩnh, các người tôn thất, bốn vương đang dầm dập tiến binh về Thăng Long. Biết mình đã phát lệnh chém 18 người nổi loạn, nếu đám thân vương kia kéo vào thành, hẳn là khó toàn tính mạng. Trong khi còn chưa biết trốn chạy đi đâu, thì gặp viên sứ thần Chiêm Quốc ghé thăm tại Tư Dinh. Chẳng là viên sứ Chiêm này vốn là một thương gia đã lưu trú lâu năm trên đất Đại Việt. Y có cửa hàng buôn bán các đồ kim hoàn tại Thăng Long. Lưu Nương Tú từ khi được Cung Túc Vương Nguyên Dục đem lòng yêu, thường ra vào cửa hàng này mua sắm các đồ nữ trang quý hiếm. Thương nhân người Chiêm này có cái tên rất khó gọi, Indra Vataka Dapatura. Người Thăng Long quen gọi bằng cái tên rút ngắn, ông Inva. Và cửa hàng ấy, người ta gọi là cửa hàng Inva. Đây là một cửa hàng châu báu lớn nhất Thăng Long, lớn nhất Đại Việt. Inva là một tên buôn bán lọc lõi hơn cả người Tàu, tinh danh như quỷ. Không một đường ngang ngõ tắt nào trên phường phố Thăng Long này mà y không biết. Y giao thiệp rộng, thường được tiếng là người hào hiệp, lại thông thạo cả phong tục tập quán của người Việt. Chữ nho viết bay bướm như vẽ. Trong các hàng quan lại, các nhà buôn lớn, ai có việc gì mời đến, y tự tay viết lấy câu đối trên vải bạch bố mừng. Mà nội dung câu đối rất phù hợp với gia cảnh của mỗi chủ nhân. Y nói tiếng Việt thạo tới mức chẳng ai nghĩ y là người Champa. Y đi lại chơi bời khá thân với Cung Túc Vương Nguyên Dục. Sau khi Dục qua đời, mối giao hảo ấy chuyển sang Lưu Nương Tú. Vì xuất thân con nhà dòng dõi, vừa giàu có, vừa có tài giao tiếp, triều đình Champa đã vời y ra làm quan. Inva làm tới chức vang giao trấn trưởng, đặc trách việc giao thiệp với hai nước Đại Việt và Đại Minh. Từ khi vào làm quan tại triều đình Champa, cửa hàng y giao lại cho một tên thủ túc trông coi. Thỉnh thoảng có việc giao thiệp giữa hai nhà nước, thường Inva cầm đầu phái đoàn tới Thăng Long. Đó cũng là dịp y nán lại một vài tháng để xem xét việc bán buôn và cũng là cơ hội cho y giao tiếp với giới quan lại Đại Việt ở Thăng Long. Lưu Nương Tú vì thế vẫn nằm trong chỗ giao hảo thân tình của Inva. Khi Lưu Thị tới cầu Inva để qua thăm Chiêm Quốc, Inva thuận lòng ngay và lập tức Inva thu xếp để thuyền rời Thăng Long sớm sủa. Khi thuyền qua cửa Đại An đã đi vào vùng biển và yên chí không còn thuyền nào rượt đuổi, Inva mời Lưu Thị vào tận khoang trong đàm đạo. Lưu Thị kể hết khúc nhui tại triều đình Đại Việt, nhưng thị giấu biến việc thị dính vào tội ác cũng như việc Nhật Lễ sắp bị đánh đổ. Inva là một tên sành sỏi trong nghề bang giao. Và lại, nội tình Đại Việt y còn lạ gì? Chính chế Bổng Nga cử y sang Đại Việt là để dò tìm tin tức, thâm nhập nội tình. Nếu có thời cơ, sẽ đưa binh tràn qua bờ cõi. Này Lưu Thị là bậc quốc mẫu mà vô cớ bỏ đi như một kẻ cùng đường trốn chạy. Hẳn là tình thế của mẹ con Nhật Lễ nguy kịch lắm. Inva cũng có nghe loáng thoáng mẹ con Nhật Lễ muốn đổi lại họ Dương, muốn cướp cơ nghiệp nhà Trần. Cuộc nổi dậy không thành của các đại thần tôn thất do cha con tướng quốc Nguyên Trác khởi xuất đã bị Nhật Lễ bắt và chém bêu đầu 18 người, làm rung chuyển cả Thăng Long. Inva cũng toan tính nhân nội tình người Đại Việt lục đục sẽ về xin chế Bổng Nga xuất chinh. May thay,
Lưu Nương Tú lại dẫn xác đến. Đúng là trời có lòng giúp Champa. Nghe những lời nói sơ sài có phần giả dối của Lưu Nương Tú, Inva cười khẩy. Nếu chỉ có vậy thì việc gì phu nhân phải trốn chạy. Nói xong, Inva cầm tay Lưu Thị áp lên mặt. Y lại tiếp, lâm vào cảnh ngộ này, thiết tưởng nàng chẳng nên giấu ta. Ta hứa sẽ che chở cho nàng. Lưu Nương Tú đâu có phải người khờ dại, thì đã từ một con hát trở nên một mệnh phụ phu nhân, quyền uy nhất nước, lại từ phu nhân trở thành mẹ vua, đường đường chính chính, thì sẽ là hoàng thái hậu của một nước lớn. Chiêm Thành là quốc gia nhỏ bé, nếu thị có chiếu cố qua thăm, thì đích thân quốc vương nước ấy phải tiếp rước. Ấy là nói về sự thành đạt. Nhưng nay đã tới bước đường cùng, và lại cũng không giấu nổi Inva, Lưu Thị bèn nói, ông Inva, cảnh ngộ của tôi chắc ông rõ, tôi mong ông đừng bắt tôi phải thuật lại những gì mà ông đã biết. Mục đích của tôi sang quý quốc không phải là đi tìm sự che chở cho bản thân tôi, mà là tôi đi cầu viện. Xin phu nhân nói rõ hơn, tôi chưa hiểu ý bà. Lưu Nương Tú mỉm cười nhìn Inva một cách tình tứ. Lúc này Inva mới nhìn kỹ lại gương mặt bà ta. Chao ôi, chính Inva cũng không tin ở mắt mình nữa. Gương mặt bà ta mới thanh tú và xinh đẹp làm sao. Inva nguyện thầm trong tâm, lạy Đức Vishnu quyền năng, con thật không tin người đàn bà xinh đẹp và còn trẻ dường kia lại có con đang trị vì quốc gia Đại Việt. Khi tiếp xúc với Nhật Lễ, ta có cảm giác ông ta gần ngang chặt tuổi với ta. Nay diện kiến cận kề với mẹ ông ta, ta lại ngỡ bà này chỉ hơn tuổi con gái ta chút ít. Ôi, sức quyến rũ của bà ta thật chẳng kém nữ thần Apsara. Ấy là nói về gương mặt và sự hấp dẫn của nhan sắc bà ta. Còn như về đường giao thiệp, về ngôn ngữ của con người này, khiến ta cứ phải luôn luôn răn mình, phải cẩn thận. Bà ta là một người vừa khả ái, vừa khả nghi, tựa như thần Shiva, với quyền năng biến hóa vô biên. Với vẻ đoan trang hiền thục của một người quyền quý, Lưu Nương Tú nói, ông Inva là một sứ thần lâu năm ở Đại Việt, ông còn lạ gì nội tình nước tôi. Nay tình thế của Đại Việt đang ở chỗ bức bách, tôi nhờ ông tâu dùm lên quốc vương ông, phái viện binh sang giúp vương nghi tôi đánh bại người Tôn Thất. Việc ấy mà thành, công của ông lớn lắm. Tôi sẽ nói vương nghi tôi phong cho ông làm tướng quốc nhập nội kiêm đại hành khiển tước vương, tức là ông chỉ kém có nhà vua thôi. Giọng nói của Lưu Thị tha thiết như có ma lực, khiến Inva ngồi nhích lại gần và khẽ đặt tay lên đùi phu nhân. Tuy vậy, Inva cũng vẫn còn tỉnh táo. Y nói, phu nhân quả là người mưu sâu nên tìm ra trước lạ. Phu nhân nói mà không nghĩ rằng như thế là phu nhân quá coi thường tôi. Nước tôi với quý quốc mấy trăm năm nay vẫn giữ nghĩa của nước nhỏ thờ nước lớn. Này bỗng dưng đem quân qua Đại Việt, tức là làm việc trái đạo. Nếu việc thành thì mẹ con phu nhân tột đỉnh vinh hoa. Nếu việc bại thì Champa tôi mất nước. Chắc phu nhân còn nhớ thời nhà Đinh, khi Đinh Tiên Hoàng lấy nước từ tay nhà Ngô, phò mã nhà Đinh là Ngô Nhật Khánh đã sang cầu cứu Champa, đem quân sang giúp lấy lại nước. Việc chưa thành thì bão táp dìm đắm cả ngàn chiến thuyền của thủy quân Champa. Suýt nữa thì quốc vương Champa cũng bỏ mạng. Việc ấy sau này đại hành hoàng đế Lê Hoàn nhớ lại, đem quân sang giày xéo đất nước tôi. Cả kinh thành Indrapura và xứ Amavati với hàng trăm đền đài cung điện và cả một tu viện Phật giáo huy hoàng bị thiêu hủy. Lê Hoàn giết quốc vương nước tôi, sát hại không biết bao sinh linh, vơ vét của báu, săn phẳng thành trì, phá hủy tôn miếu, lại bắt cả hàng trăm cung nữ đem về Hoa Lư để thỏa lòng dục. Inva nói như chút cả nỗi căm hận lịch sử lên đầu Lưu Nương Tú. Dường như ông ta không màng gì đến nhan sắc của Lưu Thị nữa. Với giọng rắn đanh, Inva tiếp, bà tinh khôn như một con quỷ, dựa vào chúng tôi, nếu thắng bà được tất cả, nếu bại chúng tôi mất nước. Và lại nếu thắng, bà thí cho tôi cái chức mà cách đây độ một tuần trăng bà đã sai chém bêu đầu ông ta. Ông thái tể Nguyên Trác, ông chú của con bà, chứ còn ai. Ha ha. Nghe giọng nói điệu cười của Inva và gương mặt rắn đanh kia, Lưu Nương Tú biết công việc của mình quả không dễ dàng một chút nào.
đối thủ của ta, bà nghĩ, không thể lấy sắc đẹp mà quyến rũ, cũng không thể lấy lợi lộc mà nhử. Lưu Nương Tú lại tự nhủ. Vậy Inva là thánh chăng? Không, không phải ông ta là thánh, chẳng là cái gì hết. Ông ta cũng chỉ là một con người, thậm chí một con người tầm thường. Ông ta cũng tham lam của cải, vì vậy ông ta mới lao vào buôn bán, xoay sở làm giàu. Ông ta cũng là con người đầy tham vọng chức quyền, bởi thế ông ta mới bỏ thị trường để leo vào quan trường. Chung quy cũng bắt nguồn từ cái lợi. Còn nói như Inva dửng dưng tình ái, ta không tin. Cặp mắt và đôi bàn tay gian xảo của ông ta luôn soi mói, lục tìm trong thân thể ta, là một bằng chứng cho thấy ông ta cũng thuộc loại đồng hội đồng thuyền với Cung Túc Vương Nguyên Dục. Thưa quý vị và các bạn, Trần Nghệ Tông lên ngôi đã dùng tình riêng để cất nhắc những người kém tài vô học, không tin vào người thân thuộc, lại tin những kẻ khéo nịnh, lập bè đảng vây cánh cho riêng mình, coi thường tài năng trí tuệ của kẻ sĩ và thờ ơ trước thân phận của người dân. Trước khi buồn giận mà mất, Chu An đã nhận định về vận mệnh của nước nhà. Trần Nguyên Đán sau khi nghe hoàng tử Thúc Ngạc, con của vua Trần Nghệ Tông, nói lại thực trạng triều đình, ông vô cùng buồn bã. Ông lo lắng trước nạn nhà Minh ở phương Bắc nhòm ngó, lại lo cái họa của phương Nam do Chiêm Thành luôn quấy nhiễu nước ta. Ông băn khoăn việc trước mắt phải làm sao vực được thế quân. Sự nhu nhược của vua Trần Nghệ Tông trong việc điều hành đất nước cũng khiến cho chính người con ruột của mình phải suy nghĩ, lo lắng. Những việc làm của Trần Nghệ Tông đã làm cho những người có công với triều đình được trọng dụng làm quan cũng phải xin từ quan về làm ruộng, nuôi cha như trường hợp của Trọng Mẫn. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chẳng qua tên thương buôn này muốn ủ giấu lòng tham trong cái vỏ bọc của một quan chức Champa. Chao ôi bọn đàn ông, tất cả lũ chúng mày, dù là vua chúa, dù là vương hầu, công khanh, bá tử gì đi chăng nữa, cũng đều có tầm nhìn không cao hơn chiếc cặp váy của chúng tao. Với suy nghĩ táo bạo và quyết liệt như vậy, Lưu Nương Tú thay đổi đối sách. Nàng lạnh lùng nhấc hai bàn tay ấm nóng của Inva ra khỏi đùi mình và liếc nhìn ông ta với ánh mắt nghiêm lạnh. Inva chột dạ, nhưng đôi tay ông ta lại ôm ghì lấy Lưu Nương Tú. Ông ta đặt cặp môi dày lên làn da mát rượi chỗ có lúng đồng tiền nơi má Lưu Nương Tú, và một bàn tay khác đã luồn vào sâu khuôn yếm che ngực nàng. Lưu Nương Tú vừa đẩy ông ta vừa lùi vào một góc khoang thuyền, cặp mắt long lanh, nghiến lệ, giọng nói đầy căm uất. Nghe ta nói đây Inva, ông mới chính là con người nham hiểm xảo trá. Miệng ông phun ra những lời cao ngạo nghĩa nhân, nhưng đôi tay và cặp mắt ông lại làm những việc bất chính phi nhân. Hóa ra ông cũng như những kẻ tầm thường khác mà ta đã gặp. Ta nói để ông biết, ta thả chết chứ không chịu để ông làm nhục. Nàng Mị Ê xưa bị bắt về Thăng Long, chưa có ai làm nhục, nàng đã vội nhảy xuống sông trầm mình để giữ tròn tiết hạnh. Ta khác, ta vẫn bảo toàn tiết hạnh, nhưng nếu ta chết, ta cũng không để cho ông toàn tính mạng. Bất chợt Lưu Nương Tú đổi sang giọng dịu dàng mơn trớn. Nhưng thôi, ta không muốn ông giúp ta mà ông cảm thấy mình không được gì. Lưu Nương Tú vừa nói, tay vừa ve vuốt tấm lưng to bè của Inva. Đoạn nàng thọc tay vào bầu yếm, móc ra hai viên ngọc nóng hổi. Vừa trông thấy hai viên ngọc, một to một nhỏ rất lạ. Tuy là lái buôn châu báu ngọc vàng, Inva cũng không biết lai lịch hai viên ngọc này. Nhưng cứ nhìn màu sắc và dáng vẻ của nó, Inva biết ngay là ngọc quý. Y bèn xòe bàn tay ra đón. Lưu Nương Tú bèn đặt viên nhỏ có màu hồng tươi trong suốt vào lòng bàn tay y. Một lát lại đặt viên to gấp rưỡi viên trước vào cạnh. Viên này có màu đỏ sẫm như màu huyết bò. Viên ngọc đỏ vừa chạm vào viên hồng ngọc bỗng phát ra luồng gió nhẹ, và viên ngọc đỏ lập tức quay tròn quanh viên hồng ngọc, cứ như thể nó mừng, nó múa. Inva hỏi, thế là điềm gì? Lành hay dở? Bà nói thử ta nghe. Lành, đây là điềm sum họp. Lưu Nương Tú bèn dẫn dụ, viên nhỏ là viên mái, viên to là viên trống, lúc nào cũng phải đặt hai viên cạnh nhau thì màu sắc mới tươi sáng. Dù chỉ một giây lát cách xa nhau như vừa đây, màu nó đã xỉn đi ngay.
và khi gặp lại, viên mái cứ múa tít như người reo, còn viên trống thì xoay tròn đeo viên mái. Ai có ngọc này trong người, giáo đâm không thủng, tên bắn không trúng. Đây là ngọc quý, cực quý, phước lớn mới mong gặp được. Ta tặng cả cho ông để làm tin. Inva thở dài, y tự biết mình không đủ can đảm để trả lại cho Lưu Nương Tú đôi ngọc quý. Y thở dài chính là y tự khinh cái lòng tham không kìm nén nổi của mình. Cuối cùng Inva thú nhận, ta bằng lòng giúp bà vì ta muốn lưu giấu một chút tình bao năm quen biết giữa ta với bà. Còn cặp ngọc bà cho ta xin giữ, cũng như ta muốn giữ lại cái tình của ta với riêng bà. Lưu Nương Tú đã đọc được lòng tham và sự giả dối của Inva. Từ cặp mắt hắn ánh lên khi vừa nhìn thấy đôi viên ngọc, nàng hỏi, vậy ông giúp ta những gì, giúp như thế nào? Như đã dự liệu trước, Inva đáp ngay, ta sẽ làm tất cả những gì bà muốn, nhưng chỉ trong khuôn khổ những gì ta có thể làm được. Inva vừa nhìn cặp ngọc vừa hấp háy nhìn Lưu Thị, y lại nói, phu nhân, nghe ta nói đây, nếu bà không nói cho ta biết tên của từng viên ngọc và lai lịch của nó, thời cặp ngọc quý kia có khác chi tên vô danh tiểu tốt trong đám quân trăm vạn. Lưu Thị cười khẩy, vậy là ông muốn chiếm trọn những gì ta quá, tham lam quá đấy, ông Inva. Đúng vậy, thưa phu nhân, bà thật là một người mẫn nhuệ. Ta muốn có tất cả những gì thuộc về bà và cả bà nữa. Chính bà mới là một thứ ngọc vô giá. Nhưng thôi, ta muốn nghe bà nói. Ta không giấu gì ông, đây là một cặp ngọc có lai lịch phi thường. Nó vốn là của quốc vương Ba Tư, nguyên ủy là nước Ba Tư, đã bị thành Cát Tư Hãn chiếm tới quá nửa. Cả triều đình dồn lại trên mảnh đất hẹp Ismail do chúa Rokhnuddin đứng đầu. Năm Quý Tiểu 1253, Mông Kha lại cử em là Hulegu đem quân vào chiếm nốt miền đất tự do cuối cùng của vương quốc Ba Tư. Để đổi lấy mạng sống, vua xứ Ismail đem cặp ngọc này dâng hiến cho Hulegu và Hốt Tất Liệt đã chiếm lại từ tay em trai mình. Khi sang xâm lấn Đại Việt năm Giáp Thân 1284, vì sợ Lam Sơn chứng khí, Hốt Tất Liệt cho con trai y là Thoát Hoan mượn làm vật tùy thân. Thoát Hoan bị quân Đại Việt đánh bất ngờ khi y còn đang yến tiệc, nên hốt hoảng tháo chạy, không kịp đem theo ngọc quý. Đuổi giặc đi rồi, nội thị thu dọn cung cảnh linh tìm được, dâng lên vua Nhân Tông. Nhà vua truyền vứt đi, bởi của quý thường gây hỏa. Triều thần can mãi, nhà vua mới cho cất vào trong kho và cấm các đời sau không được dùng nó làm vật truyền quốc. Tình cờ, trong một cuộc lãng du, cung thúc đại vương Nguyên Dục, tức vua Nhân của ta, thấy nó ở trong kho lưu vật báu, lại thấy nó có màu sắc kỳ dị khi để xa nhau, lúc để gần nhau, nên đại vương đem về chơi, và vì thế ta có nó. Còn tên gọi, ta chỉ thấy đại vương gọi viên mái là Hồng Lụy Ngọc và viên trống là Huyết Lụy Ngọc. Không hiểu đó là tên cũ của nó hay đại vương ta cứ đặt ra thời ta chưa kịp hỏi. Tất cả chỉ có thế, nay ta đem nó tặng lại cho ông. Khi nhìn thấy cặp ngọc, Inva đã ngờ ngợ, khi không ngờ cặp ngọc quý ấy lại rơi vào tay người Đại Việt. Sự thật Lưu Nương Tú còn bỏ một đoạn không kể đến, có thể là Lưu Thị sợ sai chăng, tức là sau khi Hulegu nhận được ngọc thì rút quân, và 5 năm sau y lại đem quân tới săn phẳng thành trì Ismail, bắt chúa Rokhnuddin đem ra hành quyết. Hulegu đã bỏ Rokhnuddin vào một cái túi da rồi cho cả bầy ngựa quần chết. Lại nữa, cặp ngọc này vốn không phải của người Ba Tư. 3.200 năm trước, nó là vật báu của nhà chiêm tinh học xứ Chande. Sau đó, nó được chuyển qua tay người Hy Lạp, người La Mã, rồi mới đến người Ba Tư. Inva tự nghĩ, thật là đại phước, nó ngẫu nhiên rơi vào tay ta. Giá trị của nó còn lớn hơn rất nhiều tất cả những gì mà cuộc đời ta gom góp được. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để giữ được nó, để tạ ơn Lưu Thị. Inva vỗ về, ta biết bà cần gì rồi. Bà theo ta về Champa không phải là việc đi chạy trốn, không phải bà tìm chốn nương thân, mà bà muốn nếu Nhật Lễ thắng trong cuộc đọ sức này với đám tôn thất thì Champa sẽ đưa rước bà về nước với nghi lễ là bậc quốc mẫu của Đại Việt. Trái lại, nếu Nhật Lễ bại, Champa sẽ cử đại binh sang hỏi tội Đại Việt để rửa hận cho Nhật Lễ, và cái chính là cho bà
sau đó sẽ lập người họ Dương lên cai quản đất nước. Có phải đó là ý muốn của lệnh bà? Inva nhìn xoáy vào cặp mắt huyền của Lưu Thị, khiến nàng lúng túng đỏ mặt. Lát sau, Lưu Nương Tú nói: "Ông hiểu hết gan ruột ta, sự thật ta không mong gì hơn thế." Rồi từ bữa ấy, Inva cùng Lưu Nương Tú đầu mày cuối mắt đã ăn ý nhau tới 8-9 phần. Đêm nọ dâng gió nổi bất ngờ, Huyền neo đậu tại cửa Tư Dung, lấy cớ sang khoang của Lưu Thị vấn an. Inva đã tư thông với nàng, việc ấy sau này xảy ra như cơm bữa suốt hành trình. Nghệ Hoàng từ bữa trò chuyện với Trần Nguyên Đán, với Chu An, trong lòng nhà vua thấy ấm áp, vững tin ở mình hơn. Ông cũng nhìn thẳng vào hiện tình đất nước và thấy hậu quả của mấy chục năm dưới thời đại trị. Dụ Tông đã để cho bọn quyền gian động hành, phá nát mọi kỷ cương giường mối, dân tình đói khổ, ta oán triều đình. Ngay đến cả người tôn thất cũng chia lòng, cũng nghi kỵ nhau, bè gian đảng nịnh mọc lên như nấm, trộm cướp nổi lên như rươi, ngay kinh sư mà chúng cũng không kiêng nể, giết người cướp của trắng trợn giữa ban ngày, giữa phố đông. Người lương thiện sợ kẻ gian, thấy chúng cướp của, chúng hành hung người khác mà không dám kêu cứu, không dám bẩm báo quan trên là vì sợ chúng trả thù. Người dân lương thiện sợ kẻ gian đã đành, nhưng đến quan tòa cũng sợ kẻ gian, không dám thẳng tay trừng trị chúng theo luật pháp. Và nữa, chúng chạy tội cho nhau, thu xếp giá cả với quan tòa ngay trước công đường, ngay trong lúc tòa đang xét xử, thì quả là chúng coi luật pháp của quốc gia này không bằng những thứ đồ dơ giấy thải bỏ. Tất cả những điều ấy hoặc là Nghệ Tông nghe thấy, nhìn thấy ngay từ khi sinh thời Dụ Tông, hoặc gần đây người ta mách bảo với nhà vua. Để chấn chỉnh sửa mối, Nghệ Tông nghĩ rằng ngoài pháp độ nghiêm minh còn cần phải có tay chân thân tín. Vì vậy nhà vua chỉ dụ phải bãi bỏ các sắc luật vô lý như sắn chân bãi bồi để đánh thuế, hoặc kiểm kê tài sản của người chết để thu lấy vật quý. Về phong tục cũng như áo mão triều đình đều nhất theo phong hóa của nước ta, cấm ngặt việc bắt chước nhà Tống, nhà Minh. Lại xuống chiếu cho người dân trong nước không được mặc áo quần theo kiểu người phương Bắc, và không được nói tiếng Chiêm, tiếng Lào và tiếng các nước ở những nơi đông người. Nghệ Hoàng thường nói tiếng nói là cái hồn của một dân tộc. Sở dĩ cả ngàn năm người Tàu đô hộ mà không hán hóa được Đại Việt là bởi dân ta gìn giữ được tiếng nói của mình. Vậy ngôn ngữ tự thân nó có sức mạnh thần thánh mà ngay cả kẻ thù vĩ đại như nhà Hán, nhà Đường cũng không chiến thắng nổi. Cho nên các khanh, những người có học thức, phải trước hết biết quý trọng tiếng nói của dân tộc mình, đành rằng cũng phải biết đến các thứ tiếng nước ngoài để cho sự bang giao được thông suốt. Đại khái, những việc có quan hệ đến quốc hồn, quốc túy như sự mất còn của nước đều phụ thuộc vào sự hưng vượng của nền văn hóa dân tộc, đều được Nghệ Hoàng để tâm chăm sóc. Lại nữa, Nghệ Tông cũng xem xét cất nhắc người thân tín như vụ nhật lễ đó. Nếu như không có người tâm huyết phò giúp, chắc cơ nghiệp nhà Trần đã nghiêng đổ. Bởi vậy, nhà vua đã lấy Lê Quý Ly làm khu mật viện đại sứ. Vì hai người cô của Quý Ly đều lấy Thượng Hoàng Minh Tông, một người sinh ra vua, một người sinh ra cung Tuyên Vương Tính, là em cùng cha khác mẹ với Nghệ Tông. Nghệ Tông nhìn thấy nơi Quý Ly một con người vừa năng nổ, vừa thông tuệ khác thường. Nói chuyện với Quý Ly, nhà vua như bị mê hoặc bởi các mưu thuật mà Quý Ly bày xếp. Và nữa, y là người khiêm nhường và luôn tỏ hết lòng chung. Vì vậy Nghệ Tông muốn cố kết Quý Ly thành tai mắt, thành óc não của mình, cũng là nhằm vào việc hưng thế nước cả thôi. Với đà ấy, nhà vua lại thăng cho Nguyễn Nhiên làm nhập nội hành khiển hữu ti. Nhiên là người không có học vấn, chữ nghĩa không thông, mỗi khi cần thảo sứ, chương gì thì vua phải viết hộ. Cũng như Quý Ly, Nghệ Hoàng thăng chức cho Nhiên để kết chặt làm tay chân thân tín. Bởi trước Nhiên đã mật báo cho Nghệ Hoàng trốn đi khi nhật lễ có âm mưu ám hại ông. Nghệ Hoàng cũng thăng cho Hoàng tử Thúc Ngạc làm tư đồ, sau lại sai đi coi trấn Thái Nguyên. Để chọn người tài, năm Giáp Dần 1374, nhà vua cho mở khoa thi lấy Đỗ Tam Khôi, Đào Sư Tích Trạng Nguyên, Lê Hiến Phủ Bằng Nhãn, Trần Đình Thâm Thám Hoa. Việc thi cử đều theo lệ cũ từ đời Thái Tông.
chúa An về nghỉ ngơi nơi quê nhà, mà lòng vẫn vấn vương nơi triều nội. Không phải ông màng danh vọng phú quý, mà ông muốn biết hiện tình đất nước sẽ đổi thay theo chiều hướng nào, số phận của đám lê dân sẽ trôi nổi về đâu. Chợt được tin nhà vua mở khoa thi kén người tài và đã kén được 3 vị tam khôi, chúa An vui lắm. Tiếp lại được tin Nguyễn Nhiên, một viên quan nội hầu, chữ nghĩa ăn đong, chỉ vì có công báo cho nhà vua biết có kẻ bức hại để đi trốn, đã được cất nhắc làm khu mật viện. Chưa bao giờ lại thăng nhập nội hành khiển hiếu ti là chức quan đứng đầu triều. Hơn nữa, y còn nắm giữ cả chức chánh trưởng khu mật viện, tức là các điều cơ mật của quốc gia đều phải qua tay viên quan mù chữ này. Thì làm sao mà điều hành được bộ máy nhà nước? Chúa An buồn lắm, ông không nghi ngờ đức nhân của Nghệ Hoàng. Chính Nghệ Hoàng đã nhầm lẫn đến rối trí giữa ơn riêng với các việc quốc gia trọng đại. Nhà vua đã coi việc bổ nhiệm quan chức như một thứ quà tặng của riêng mình. Đây là điều bất nhẫn, sẽ làm suy yếu đất nước mà Nghệ Hoàng không tự biết. Lại nữa, Nghệ Hoàng cho hành khiển Đỗ Tử Bình là một kẻ bất tài kém đức, chỉ được cái huênh hoang khoe mẽ làm tham mưu quân sự, thì quả đầu óc nhà vua mơ hồ quá. Trong khi ấy thì tư đồ Trần Nguyên Đán, một người am hiểu tình thế đất nước sâu sắc, kiến văn uyên bác, quán thông cả thiên văn địa lý, mà chỉ cho coi một trấn nhỏ Quảng Oai. Chúa An đau buồn đến bực giận, ông bỏ cơm tới mấy bữa liền. Rằng nước không phải không có người tài, chỉ vì người tài không được cất nhắc xếp đặt đúng người đúng việc, chắc chắn sự rối loạn sẽ phát sinh từ bộ máy trái khoái này. Thế nước lâm vào suy yếu lại cũng từ bộ máy này. Ông tự nhủ, đứng quân chủ mà coi nước như một thứ tài sản riêng là điểm mất nước. Lập bè đảng vây cánh cho riêng mình là điểm mất nước. Coi thường tài năng trí tuệ của kẻ sĩ là điểm mất nước. Thờ ơ trước thân phận của người dân là điểm mất nước. Phạm vào một trong 6 điều trên cũng đủ làm cho nước suy yếu. Nay Nghệ Hoàng làm phạm đủ 6 điều, thời tránh sao khỏi cái họa diệt vong. Tuổi già sức yếu, chúa An ngã bệnh, được tin Trần Nguyên Đán tới thăm. Tiên sinh chỉ nghe quan tư đồ nói, chứ tiên sinh không còn nói được nữa. Nghe Nguyên Đán nói xong, chúa An ứa nước mắt vĩnh biệt. Chúa An mất khiến quan tư đồ Trần Nguyên Đán bàng hoàng. Ông cho rằng bậc quốc sĩ như chúa An mất đi, nước không còn ai đủ nhân cách thay thế. Đành rằng nhiều năm nay tiên sinh không tham dự triều chính nữa, nhưng khí tiết lẫm liệt cùng với tư tưởng minh triết của tiên sinh sẽ mãi mãi là tấm gương vằng vặc sáng soi cho muôn đời con cháu. Chao ôi, nước mất người đạo hạnh như tiên sinh, thử hỏi lấy gì bù đắp được. Nghe tin chúa An mất, Nghệ Tông khóc giống lên. Nhà vua vô cùng tiếc thương vị quốc sĩ đã lưu lại cho mình biết bao điều chỉ giáo tâm đắc. Nghệ Hoàng đinh ninh các việc mình làm đều theo như ý của tiên sinh cả. Vua sai Ti Thái Trúc đến dụ tế tại nhà quan Cố Tư Nghiệp Quốc Tử Giám và tặng thụy là Văn Trịnh Công. Ít lâu sau, Nghệ Tông lại sai rước hèm của chu tiên sinh vào thờ phối tại Văn Miếu, là nơi thờ Đức Khổng Tử, vị tiên sư của đạo Nho. Lại nói, khi bắt tay vào chấn chỉnh thực sự việc quân trấn Quảng Oai, quan tư đồ Trần Nguyên Đán mới thấy sức quân quá yếu. Ông cho đó là đám người ô hợp tụ hội nhau dưới sự dẫn dắt của một đứa ngu hèn, tham bẩn, đội dưới cái chức là đô tổng quản. Quân thì ốm yếu, đứa ghẻ lở, đứa nghiện hút, đứa ốm liệt giường. Phần đông bọn lính không biết sử đao kiếm. Giáo đâm chọt chọt, tay run như người mắc chứng động kinh. Cung bắn, bách phát, bách tán. Đến bia cũng không trúng, còn mong gì trúng hồng tâm. Hỏi ra mới biết, quân không được luyện tập mà hàng ngày phải đi làm cho các nhà đô tổng quản hoặc đi làm thuê lấy tiền về nộp cho y. Khẩu phần ăn bị bớt xén, quân không đủ sức tập tành. Trần Nguyên Đán không tin sức quân nơi nào cũng hèn kém như Quảng Oai. Chứ chỉ tội viên đô tổng quản và thuộc hạ của y vội, ông thắng ngựa lên trấn Thái Nguyên thăm quan tư đồ Thúc Ngạc. Thúc Ngạc là hoàng tử, con của Nghệ Hoàng, cũng là một người có tư chất. Từ lâu Nguyên Đán đã đem lòng cảm mến. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, Thúc Ngạc nói: "Không ngờ cháu ở chốn sơn lâm cùng cốc này mà vẫn còn được thúc phụ đoái tới." Nắm tay Thúc Ngạc,
Nguyên Đán Trần Tình, phần vì nhớ Vương Điệt, phần vì việc phải lên đây bàn với vương. Nếu là việc nước, việc trọng yếu, sao thúc phụ không về kinh bàn với phụ vương cháu? Thúc Ngạc hơi ngỡ ngàng vì được Nguyên Đán coi trọng. Thúc Ngạc rước Nguyên Đán vào dinh, chủ khách phân ngôi, Ngạc kính cẩn thưa: "Bẩm chú, cháu đang lo sợ, không biết có điều gì phạm tội mà chú phải trèo đèo lội suối tới đây dạy bảo." Trần Nguyên Đán cười ngất, ông nói giọng khôi hài: "Ta với quan ông hàm đều là tư đồ, chức đều là hiệp trấn như nhau cả, đều phụng mệnh quân vương cả, sao quan ông lại hỏi ta như vậy?" Thúc Ngạc tái mặt quỳ lạy: "Kìa chú, sao chú lại coi cháu như người dưng vậy?" Trần Nguyên Đán vỗ về: "Quả thực ta có lòng quý trọng vương từ lâu, nay có dịp ta ghé thăm, và cũng có một việc quan yếu ta muốn bàn với vương. Nhưng trước hết ta muốn biết sức quân trấn Thái Nguyên của cháu thế nào." Vương Ngạc cứ sự thực kể hết lại với Nguyên Đán. Sau khi nghe xong, Nguyên Đán buồn lắm. Ông nói: "Trước đây ta ngỡ chỉ có trấn Quảng Oai sức quân mới suy tàn vậy, nay xem trấn Thái Nguyên của Vương Điệt cũng không hơn gì. Suy ra sức quân cả nước ta lo lắm, vạn nhất nếu có giặc ngoài xâm lấn bờ cõi, lấy gì chống lại? Ta đến thăm vương chính vì việc này." "Dạ thưa chú, cháu đang bắt tay vào chỉnh bị quân ngũ." Nguyên Đán lại cười, ông nói như chẳng phải việc quan trọng, phép làm tướng chắc là không thể làm khác được. "Nhưng ta muốn hỏi vương xem có cách nào nâng sức quân cả nước lên không, tức là bất cứ một đội quân nào, từ quân cấm vệ, quân tứ xương, quân các trấn lộ, quân của các vương hầu, tôn thất đều được nhất đoạt chỉnh bị như vương đang làm." Suy tư giây lát, Vương Ngạc hỏi: "Thúc phụ dự liệu nhà Minh sắp động binh chăng?" "Họa phương Bắc dù có dự liệu đến mấy cũng không thừa, song ta coi ý tứ nhà Minh tự xem Đại Việt như một thuộc quốc của họ, chứng cớ là vừa lấy được nước từ tay nhà Nguyên. Vài tháng sau, Chu Nguyên Chương đã sai Dịch Tế Dân sang xứ nước ta thông báo việc lên ngôi của ông ta. Năm sau, tức năm Kỷ Dậu 1369, lại sai Ngưu Lượng và Trương Dĩ Ninh đem ấn và sắc phong sang cho vua ta. Tiếp năm Canh Tuất 1370, sai Diêm Nguyên Phục sang tế thần núi Tản, sông Lô của ta. Trung Nguyên Chương thân soạn trúc văn: "Đây là việc làm mạn xược của vua tôi nhà Minh, bởi họ tự coi đất đai sông núi của ta là của họ, cho nên mới có hành vi đó." Ngừng một lát, Nguyên Đán lại tiếp: "Nhà Minh chỉ xâm lấn khi biết rõ nội tình nước ta. Hiện nay họ chưa từng ta lắm, nhưng mặt Nam ta thật sự băn khoăn. Vài năm lại đây, họ luôn quấy nhiễu miền đất Hai Châu Thuận Hóa, mua chuộc dân ta làm phản. Đỗ Tử Bình được sai làm tướng trấn giữ, nhưng đánh không lại người Chiêm. Lại năm trước, mẹ của Nhật Lễ chạy sang Chiêm. Ta chắc thế nào thì cũng bày tỏ nội tình Đại Việt và thúc giục người Chiêm sang đánh để rửa hận. Cho nên cái họa phương Nam là họa gần kề, nếu không sớm phòng bị, chắc là phải ân hận." Những điều quan tư đồ Nguyên Đán Trần Tình gieo cho Vương Ngạc một nỗi lo khắc khoải về thế quân, thế nước. Chính vương cũng có nhiều băn khoăn về quốc sách trấn hưng đất nước của vua cha. Tiện có thúc phụ qua thăm, vương liền giải bày: "Không biết thúc phụ có để tâm tới việc mới đây phụ vương cháu cất nhắc một số người và các chức vụ không cân xứng?" Với vẻ thận trọng, Trần Nguyên Đán đáp: "Việc sắp đặt nhân sự, ta chắc vương thượng đã có chủ kiến, phận làm tôi chớ nên lạm bàn." "Thúc phụ đừng nghi ngại, cháu thật không hiểu nổi tại sao vương phụ cháu thăng cho nội hầu Nguyễn Nhiên lên làm chánh trưởng khu mật viện, lại kiêm cả nhập nội hành khiển hữu ti mà chữ nghĩa rút đạch. Buồn cười lắm, mỗi khi bên ti hành khiển có sứ điệp gì tâu lên ngự hoặc thông đạt về các trấn lộ đều do phụ vương cháu chấp bút, lại đọc chậm cho quan hành khiển do từng chữ một, để lúc ra đọc trước triều nội khỏi nhầm. Ấy thế, nhưng nhiều phen trước bá quan, hành khiển đọc không đổi, mặt tái đi, hai tay cầm tờ sớ cứ run như người mắc bệnh kinh phong. Phụ vương cháu lại phải che đỡ đi cho. Người như thế mà đứng đầu khu mật viện, nắm giữ các đầu mối cơ cấu của cả quốc gia, thúc phụ không thấy đau lòng sao?" "Vậy chứ Vương Điệt đã có nhời can gián gì với hoàng thượng chưa?" "Dạ, cháu đã tâu đôi ba lần, nhưng phụ vương cháu không đổi ý. Người bảo đó là để thưởng công cho Nguyễn Nhiên. Cháu nói nhiều quá,
người bắt cháu phải đi trấn ở đây. Trần Nguyên Đán không giấu kịp tiếng thở dài. Ông thầm nghĩ, vậy là Nghệ Hoàng đã không chịu nghe lời nói phải. Vương Ngạc can gián tới mức nhà vua phải đầy cả hoàng tử đi trấn Viễn Châu. Nếu ta nói phỏng có ích gì, thật bụng quan Tư Đồ đến gặp Vương Ngạc là muốn bày tỏ cái nhẽ thịnh suy trong việc dùng người của nhà vua. Rồi qua đấy, Ngạc sẽ tâu trình với vua cha. Ai dè, Ngạc cũng là người bén nhạy, lại có tâm huyết và đã làm những gì Vương thấy phải làm. Điều nguy tai trước mắt mà Nguyên Đán cho rằng không thể trì hoãn được, ấy là vực thế quân lên. Ông đắn đo hỏi Tư Đồ Vương Ngạc, ta hỏi thật Vương Điệt, sức quân thế, Vương có thấy lo không? Dạ, lo lắm, cháu sợ giặc đến từ mặt nào quân ta cũng không cự nổi. Vương đã nghe tham mưu quân sự Đỗ Tử Bình có chủ kiến gì chỉnh bị cho việc quân chưa? Dạ chưa, ông ta là một tướng vô mưu. Việc thống lĩnh toàn quân phụ vương cháu trao vào tay ông ta là một đại họa cho nước. Hoàng thượng có biết hiện tình sức quân trong nước như ta và Vương Điệt biết không? Dạ, phụ vương cháu biết là biết chung chung, đại khái, chứ sao biết tường tận được như thúc phụ và cháu. Ngay cháu mà không trọng trấn tại đây, cháu cũng không biết. Phụ vương cháu chỉ biết qua mấy vị thượng tướng, điện sứ đô áp nha thống chế hoặc tham mưu quân sự. Mà theo các vị ấy thì quân ta lúc nào cũng là đội quân mạnh nhất gầm trời. Vương Ngạc ngừng lời, ông ngước nhìn Nguyên Đán, cặp mắt trong veo, ngơ ngác. Cảm thông với tấm lòng hiếu trung của Ngạc, Trần Nguyên Đán nói, nước ta hiện nay tựa như một ngôi nhà lớn, trong đó cột kèo đều đã mọt ruỗng, tường mái gạch ngói đều mủn rũa, chỉ cần một cơn gió mạnh, một trận mưa lớn là sập đổ hoàn toàn. Vương Điệt nên nhớ, chú cháu ta trông nom việc quân, thời ta biết quân là yếu nhất, cần phải chỉnh bị nhiều nhất. Nhưng các người khác coi sóc những công việc khác, họ cũng nói chính họ mới là quan yếu nhất. Đúng là việc nào cũng cần tạo dựng lại từ đầu. Song nếu mỗi người phụ trách các phần việc đều đòi hoàng thượng phải ra ân cả, ta chắc chỉ làm cho nhà vua thêm rối trí. Theo ta, hoàng thượng phải được biết tình hình đất nước một cách trung thực, rồi căn cứ vào đó hoàng thượng có quyết sách phải bắt đầu từ đâu. Dạ đúng như thúc phụ nói, cái chính là phụ vương cháu phải biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cháu dám đoan chắc với thúc phụ rằng phụ vương cháu hoặc là sẽ cùng lúc cho làm tất cả mọi việc, hoặc là không làm gì cả. Thúc phụ biết đấy, cùng lúc làm tất cả mọi việc cũng có nghĩa là không làm gì hết. Cháu mong sao phụ vương cháu trao cho thúc phụ chức thái tể thì mới có cơ may vực thế nước lên được. Cháu đã tâu nhiều lắm, phụ vương cháu bảo hãy thong thả để xem. Thật ra phụ vương cháu rất trọng thúc phụ, biết thúc phụ là người văn võ kiêm thông, không hiểu còn vương vấn điều gì mà người không chịu giao quyền bính cho thúc phụ. Cháu mong rằng những điều thúc phụ đã cho cháu biết, thúc phụ nên nói lại với phụ vương cháu. Cháu nghĩ phải gạt bỏ được đám bầy tôi gian định ra khỏi tả hữu, nếu không triều đình còn suy yếu, thế nước cũng chẳng bao giờ hưng lên được nữa. Sau vài ngày thăm viếng, hai vị tư đồ, hai chú cháu càng thêm phần kính ái nhau. Những cuộc đàm đạo, những mưu tính trù liệu đều chỉ nhằm có được vua sáng tôi hiền, nhân dân an lạc, đất nước phú cường. Cả hai quan tư đồ đều thấy tình thế hiện tại còn muôn vàn khó khăn. Chỉ cần người lèo lái con thuyền quốc gia vụng tay chèo trống là thuyền lật, nước loạn. Hai chú cháu biện dịu chia tay nhau, lòng nặng trĩu. Trên đường về Quảng Oai, Trần Nguyên Đán nghĩ kế nói thế nào cho lọt tai Nghệ Hoàng về những điều mà ông và tư đồ Thúc Ngạc cùng tâm đắc. Lại nói về mấy người con của cụ Đồ, Nguyễn Quang Tuấn ở phía tây kinh thành. Dã nhà ra đi, Từ Độ Nhật Lễ còn đang tiếm ngôi. Dạo ấy, như ta đã biết, Nguyễn Quang Thuần, người con trai cả của cụ Đồ, quyết chí tu đạo, không vương thế tục. Còn Nguyễn Trọng Mẫn xin với cha đi theo tả tướng quốc cung định vương phủ. Chàng lặn ngòi ngoi nước lên đến tận phủ Gia Hưng, trấn Đà Giang xin theo hầu. Tướng công sau khi hỏi lai lịch, biết Mẫn là con nhà dòng dõi thi thư, xét kỹ càng. Trọng Mẫn tuy chưa qua khoa bảng đỗ đạt, song kiến văn cũng như võ nghệ đều tỏ rõ hơn người. Tướng quốc bèn thu nhận và cho nhập vào Vệ Dực Đô. Khi về lại Thăng Long, giết được Nhật Lễ, chủ của Trọng Mẫn là Đức Nghệ Tông Hoàng đế. Nhờ có công, Trọng Mẫn được vua cho trông coi quân Thánh Dực.
Tiếp đến, khi khen thưởng cất nhắc, Mẫn thấy nhà vua cho nội hầu Nguyễn Nhiên là người rốt nát làm chánh trưởng khu mật viện, sau lại thăng đến hành khiển ti. Còn tôn thất Trần Nhân Vinh giấy binh dẹp Nhật Lễ cùng với thái tể Nguyên Trác, việc không thành, bị Lễ chém đầu mà không thấy Nghệ Hoàng tôn vinh. Chỉ hai sự việc ấy, Trọng Mẫn cho rằng nhà vua vì tư tình hơn là vì nước, chẳng bèn từ quan về nhà làm ruộng, nuôi cha. Cụ đồ Nguyễn Quang Tuấn thấy con về thì vui lắm. Cụ không hề gạn hỏi cơn cớ mà lặng lẽ sửa đồ cúng gia tiên. Trong lời khấn, cụ bày tỏ lòng biết ơn tổ phụ đã độ trì cho Trọng Mẫn còn sống trở về mà vẫn giữ được cái tâm ngay thẳng. Nếu video mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký và like để chúng tôi có thêm động lực để cho ra những video hay và bổ ích hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi tới cuối video. Hãy comment góp ý cho chúng tôi để kênh phát triển hơn và mang tới cho quý vị những câu chuyện lịch sử hay và quý giá hơn nữa. Cảm ơn và thân chào quý vị.